Trong ngày 4 tháng 10, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam VPA đã tổ chức 5 khung giờ đấu giá biển số xe. Mỗi khung giờ đấu giá sẽ đưa ra 80 biển số của các tỉnh, thành phố. Mỗi cuộc đấu giá sẽ kéo dài 60 phút, người trả giá cao nhất sẽ sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Đây là phiên đấu giá với số lượng biển số lớn gấp từ 2 đến 4 lần so với những lần đấu giá trước. Đặc biệt, trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện nhiều biển số xe được ước tính lên đến cả tỷ đồng như 30K45678 và 30K44444. Kết thúc phiên đấu giá ngày 4 tháng 10, biển số 30K45678 có mức trúng đấu giá là 1 tỷ 015 triệu đồng. Biển số 30K44444 có mức trúng đấu giá là 1 tỷ 620 triệu đồng. Ngoài ra, trong phiên đấu giá lần này xuất hiện duy nhất một biển số không được trả giá là 30K60001.